Mua cân tiểu ly điện tử Nhật Bản loại nào tốt nhất hiện nay? Cân tiểu ly điện tử là loại cân nhỏ có trọng lượng cân tối đa chỉ từ 100g tới 6kg. Sử dụng công nghệ cảm biến lực, những loại cân tiểu ly này thường dùng pin quy hoặc dùng nguồn điện 220V trực tiếp. Các hãng cân nổi tiếng thế giới như Tanita, Metle Toledo, Marcus, Candycast thường xuyên nghiên cứu và cho ra các dòng sản phẩm cân tiểu ly tiên tiến và hiện đại phù hợp với tốc độ phát triển của thế giới. B003N3V4, vì vậy quý khách hàng rất dễ dàng để lựa chọn cho mình một chiếc cân tiểu ly điện tử phù hợp với nhu cầu chuyên biệt của mình. Một trong những loại cân tiểu ly mà được nhiều người tin dùng nhất phải kể tới đó là cân tiểu ly điện tử Nhật Bản Tanita KD313, với hai màu sắc trắng và hồng cho quý khách có thể thoải mái lựa chọn. Đối với màu trắng sẽ đem lại cho gian bếp hay cửa hàng của bạn sự đơn giản thanh lịch và tinh tế, còn nếu quý vị muốn một chút phá cách với gam màu hồng tươi mới, đôi khi lạ lẫm sẽ biến gian bếp của bạn trở nên thú vị, đáng yêu hơn bao giờ hết. Cân tiểu ly điện tử Nhật Bản được thiết kế thanh lịch gọn nhẹ, chỉ 350 gram. Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh. Cân tiểu ly cung cấp các chức năng chính như cân trong lượng đơn giản, trừ bí. Chuyển đổi đơn vị, sử dụng màn hình hiển thị LCD tinh thể lỏng, có đền chiếu sáng, số to rõ ràng và rất dễ đọc. Không cân bằng nhựa ABS nhằm cải thiện độ chịu va đập, độ dai và khả năng chịu nhiệt. Khả năng chịu va đập không giảm nhanh ở nhiệt độ thấp. Tránh bụi, nước, môi trường hóa chất, thông tin chi tiết, số mô hình nhà sản xuất KD313IV, kích thước 205 x 153 x 36mm cân chảo, đường kính 120mm, vị trí, trọng lượng cơ thể, khoảng 373g, bao gồm pin khô, chất liệu, chất liệu, như ABS, acrylonitrile butadiene, styrene, xuất xứ, Nhật Bản, phụ kiện, 2 pin AA, dùng thử, nguồn điện, DC3V, 2 pin AA, số đo tối đa, 3kg, hiển thị tối thiểu, không đến 3.000g một giờ, cân tiểu ly điện tử Nhật Bản Tanita KD313 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý khách. Hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng với shop Nhật Việt qua hotline 0983131528. Shop Nhật Việt chuyên nhận order cân tiểu ly Nhật bản Tanita KD313 hàng nội địa Nhật uy tín nhất hiện nay.